mùng 4 tháng 1 năm 2024. Lò trên đồng dầu Capen K15 bản cộng xuất EU gửi về cho anh Đỗ Văn lý ở địa chỉ số 903 A2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và chiếc lò trên đồng dầu Capen K15 bản cộng xuất EU đủ 9 phụ kiện và 5 ngọn ốc nhân trục quay 360 này. Thành được cam kết bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng, lỗ sản xuất 1 để 1 trong 30 ngày. Và hết bảo hành sau 25 mà Thành được vẫn cam chết, cam kết là hỗ trợ bảo trì thay thế sửa chữa linh kiện à, Như mọi người đã biết thì hai bên này được trước khi gửi đi đều được tháo ra ghim điện kiểm tra test máy Và với chiếc nồi à, nò trên capen của anh Đỗ Văn Lý cũng vậy để, Từ Liêm Hà Nội Phụ kiện đi kèm thì sẽ có tổng là 9 phụ kiện hai cái vỉ lốc để, 3 ba con ba con ốc thì nát nữa sẽ nắp vào các cái vỉ này để khỏi bị rơi nhé. tổng cộng là năm con ốc thì hai con ốc đã nắp sóng trong hai cái ghim cái giỏ quay kia rồi quà tặng đi kèm sẽ có kéo cắt gà SK5 hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc chống cong vênh ngấm mốc à, 10 cái trục xiên nướng thịt vỉ chiên mắt mau trục quay vỉ chiên thanh lý đốc giày tay lấy đồ thiếu à, bảo hành sách hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng bên này thì sẽ có lồng quay ghim tay chống máy catalog Giỏ chiên uh, sâu lòng Rồi uh, Khay hương dầu Hàng mà sau khi đã kiểm tra xong Thì đều được Kiểm tra, dán tem Và cái tem này nó sẽ ít vào máy đến suốt đời Công khai địa chỉ số điện thoại Để tất cả các bác, anh chị có thể liên hệ để Đủ chín bộ kiện được quà tặng khuyến mãi đi kèm Bình xịt dầu, bật nửa Kéo cắt gà một đũa Kodia à, Tất cả bàn đều hiển thị của nó 16 chức năng đặt sẵn này Màn hình nét Cảm ứng một chạm Bật đèn này Hãy xoay núm để chọn các chế độ và về hướng dẫn sử dụng thì anh có thể lên YouTube gõ là hướng dẫn sử dụng nó trên dầu capen có một cái video rất cụ thể trong sách của nó cũng có phần tiếng Việt cánh cửa trợ lực 3 lớp chống dây vỡ 30 độ 60 độ 90 độ Đây là bản nề trợ đực Kính bên trong là kính cường nực chịu nhiệt Và kính bên ngoài là kính mê cách nhiệt Nó sẽ có hai lớp kính à Bên trong nòng nò Phía trên sẽ có mâm nhiệt xoán, Hệ thống quạt gió đối lưu ra fit e Đèn chiếu sáng, trục quay Và bên dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt kép Mai sau bổ trợ Tất cả những cái phần mà tiếp xúc với thức ăn ấy, Của lò chiên carbon thì đều được cấu tạo Từ y lốc và kính cường lực chịu nhiệt an toàn tuyệt đối không sinh ra các chất độc hại Đấy, inox thì nó sẽ rất là bền chịu được nhiệt độ cao chống ăn mòn không tạo ra chất độc hại an toàn tuyệt đối với sức khỏe Mọi chi tiết xin hệ thành được số điện thoại 094 987 3111 Zalo 097 280 2081 xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 2807192a.gmail.com Và trong thời gian gần đây thì rất nhiều bác lại hỏi thành được là nó trên hơi nước lò trên hơi nước thì đã có khoảng được gần 2 năm rồi nhưng mà thành được đã nhận rất nhiều hãng rất nhiều mẫu mã từ các hãng và Hãy được không chạy Bởi vì nó trên hơi nước Thì cái nguyên lý hoạt động của nó Nó cũng sẽ như cái nồi trên hồng dầu này cái Toàn bộ linh kiện nó ở trên nóc nò Để nó ép nhiệt xuống thì mới chiên rán được Nồi trên hơi nước nào cũng thế Và nồi chiên cũng vậy Nguyên lý bắt buộc là Tất cả hệ thống điện và hệ thống nướng Nó phải ở trên nóc nò Thì nó mới ép vào nhiệt nóng xuống Mà hơi nước nó lại bốc từ dưới bốc lên Đấy mọi người biết rồi Đồ điện thì rất là hơi ẩm Mà đây là hơi nước Áp suất nhiệt độ cao thì mọi người nghĩ là nó sẽ có có bền bền hay không và trong khi đó là các bảng điều khiển hệ thống điện tử của nó ở những cái dòng nó trên hơi nước hơi nước cao như vậy thì nó có, nó còn sẽ như thế nào rất dễ bị chập bị loạn IC và cái tỷ lệ lỗi của nó trên hơi nước cực kỳ nhiều hãng nào cũng vậy những ai mà am hiểu về điện và thiết bị điện tử thì sẽ hiểu tại sao thành điều nó nói như vậy à, mọi người cứ hình dung nhá hệ thống điện trên nóc lò này rồi cái bo mạch điện tử này hơi nước thì bốc bốc lên trên này mà hơi nước đây là hơi nước áp suất nhiệt độ cao chứ không phải hơi nước thường cho nên là cái độ bền nó sẽ không cao à, còn bác nào mà có điều kiện kinh tế muốn trải nghiệm thì vô tư không vấn đề gì cả hỏng thì thoa hỏng thì bỏ còn muốn bền thì dùng chiên thường và một cái nồi hấp đấy đó là lý do tại sao mà thành được không làm nồi chiên hơi lò chiên hơi nước là như vậy và nhắc lại một lần nữa là lò chiên hơi nước thành được bên này được không chạy nhá đến thời điểm hiện tại là không chạy Để còn về sau nếu như có cải tiến thì là sẽ chạy sau còn thời điểm hiện tại thì tất cả các hãng chưa khắc phục được cái, những cái điểm đó thì tỷ lệ lỗi và tỷ lệ hào học rất là nhiều. Do đó là bảo hành sẽ rất là mất uy tín. Những ai mà anh em nào trong ngành điện tử điện lạnh am hiểu về điện thì sẽ hiểu. Tại sao thành được 2 năm vừa rồi vẫn không chạy nổi trên nơi nước. À, có bác nào thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp vào qua Zalo à, 0972802081 để thành được tư vấn thêm và giải thích cặn kẽ nguyên nhân rồi cấu tạo sẽ gửi cho các bác xem một cái mạch sơ đồ điện của chiếc nồi chiên nồi chiên cấu tạo nguyên lý hoạt động như thế nào tại sao lại nồi chiên hơi nước các bên người ta bán marketing quảng cáo đội ngũ review rất là nhiều nên là nhiều bác không biết được nhưng mà nó thẳng luôn nha qua video này các hãng nha các hãng nha tất cả những bên kỹ thuật của các hãng xác nhận cho thành được xem có chuẩn không nhá không ngại va chạm đâu còn bác nào thì dùng vẫn là ok mà. Có điều kiện kinh tế thì bỏ ra khoảng 5 7 triệu mua một chiếc nồi trên hơi nước. Còn muốn bền, dùng lâu năm và hiệu suất cao thì lên dùng một nồi trên thường và một nồi hấp thì nó sẽ đa năng hơn, bền hơn. Còn bác nào muốn giải thích cặn kẽ hơn thì có thể liên hệ qua Zalo với Thành Đường. cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.